661 Quán Trúng, tên khác Giáng Núi, Lưỡi Hái, Thần Tiễn Căn, họ Mộc Sỉ, bộ phận dùng. Thân dễ thu hái quanh năm, dùng tươi hay phơi khô. Tính vị công năng, Quán Trúng có vị đắng, tính lạnh, có độc, vào kinh đại tràng, can tâm, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, cầm máu và sát khuẩn, trục run sán. Công dụng, Quán Trúng được dùng chữa chảy máu cam, đái ra máu, tiêu chảy và kết lị ra máu, vết thương chảy máu, thổ huyết, phụ nữ kinh nguyệt quá nhiều, băng huyết sau nạo thai, sản hậu xuất huyết, ký hư, bạch đới, còn tẩy được các loại run sán như run đũa, run kim, run chỉ, sán sơ mít, trị cảm mạo, sốt, đau đầu, chóng mặt, cao huyết áp, ngày 9 đến 15 g, có thể đến 24 g. Nhân dân thường dùng sẽ quán chúng cho vào vại nước để khử độc và dùng làm thuốc dự phòng một số bệnh truyền nhiễm. Bài thuốc có quán chúng: 1. Chữa loét ruột sinh lỵ, đại tiện ra máu, Quán chúng tán bột uống mỗi lần 8g với nước cơm lúc đói. Nam dược thần hiệu hoặc quán chúng và kim ngân hoa sao vàng tán bột mỗi vị 20g, cam thảo 10g trộn đều mỗi lần uống từ 1 đến 2g ngày 3 đến 4 lần. Diệp quyết tuyển. 2 chữa chảy máu cam. Quán chúng tán thành bột mịn cho uống mỗi lần 4g với nước nguội. Nam dược thần hiệu 3 chữa băng huyết. Quán chúng 20g thái lát nhỏ sắc đặc thêm ít rượu uống làm một lần trong ngày. 4. Chữa khí hư, bạch đới. Quán trúng bỏ vỏ ngoài, tẩm giấm, nướng chín, tán bột, mỗi lần uống 8 gram với nước cơm hoặc rượu. 5. Chữa tiểu tiện da máu. Quán trúng, lá huyết dụ đều 12 gram, lá tiết dê 10 gram, ngũ bội tử 4 gram, tất cả dùng tươi, rửa sạch, giã nát, thêm nước, gặn uống làm một lần trong ngày. 6. Chữa ho lao, tổ huyết. Quán trúng 12 gram, gỗ vang trẻ nhỏ 12 gram, sắc uống trong ngày. 7. Chữa dùn đũa, quán trúng 25g sắc uống. 8. Phòng dịch sốt xuất huyết, quán trúng 12g, hạt muồng hoặc hoa trẻ 12g sắc uống. 9. Phòng bệnh sởi quán trúng phê khô tán bột mịn cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi, uống mỗi ngày 0,5g, chia 2 lần, dùng 3 ngày. Chú ý không dùng quán trúng cho phụ nữ có thai, cho người tỳ vị hư hàn, không phải thực nhiệt. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam, chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng hãy truy cập trang web bảo kỳ nam com cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu video này hữu ích hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác